Một chiếc Toyota Sienna thuộc đời 2021 đang được giao bán trên thị trường xe cũ và nhanh chóng nhận trở thành tâm điểm, với odo dừng lại ở con số 8.431 km. Xe thuộc phiên bản Platinum cao cấp nhất. Thiết kế Sienna thế hệ mới có phần lai giữa minivan và SUV, với phần đầu xe vuông vức và nhô dài ra phía trước. Toyota Sienna 2022 được phát triển dựa trên nền tảng TNGA CADA năng, vốn đang áp dụng cho hầu hết các mẫu xe của hãng xe Nhật. Xe có kích thước dài rộng cao lần lượt là 5.085, 1.984, 1.811mm. Trục cơ sở dài 3.030mm. Phần đầu xe sở hữu hệ thống đèn chiếu sáng LED thông minh, đèn sương mù LED. Vì là bản hybrid nên viền logo Toyota sẽ có màu xanh dương. Lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn tạo vẻ hầm hố cho chiếc xe. Ngoại thất của xe sở hữu màu xanh rêu mang tên Cypress khá lạ mắt. Thân xe sở hữu cụm gương tích hợp nhiều tính năng an toàn cho chiếc xe, như camera của hệ thống camera 360 độ, cảnh báo xe phía sau. Phiên bản Platinum dùng bộ mâm 5 chấu kép sơn chrome kích thước 20 inch. Hai cửa bên hông dạng trượt điện. Logo hybrid được đặt tại phía sau vòng bánh trước và phía đuôi xe. Nội thất xe rộng rãi với 7 chỗ ngồi. Nội thất bọc da hai tông màu nâu và trắng. Vô lăng 3 chấu cứng cáp hơn tích hợp nhiều tính năng như đàm thoại rảnh tay, cảnh báo lệch làn, hệ thống Adaptive Cruise Control. Ghế trước chỉnh điện, nhớ vị trí. Trong đó, hàng giữa có 2 chỗ tách biệt để lối đi về phía cuối. Hàng ghế giữa giống ghế thương gia với bệ tỉ tay và bệ đỡ chân, có thể trượt và ngả. Ở hàng ghế phía trước, Toyota làm cho Sienna mới một hộp đồ lớn ở dưới khu vực cần số. Đồng hồ kết hợp analog và màn hình điện tử lớn 7 inch. Màn hình trung tâm kích thước 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Một màn hình đặt ở trần xe để phục vụ hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn nhiều trang bị khác như điều hòa tự động, phanh đỗ điện tử, nhiều cổng sạc cho cả 3 hàng ghế, sạc không dây, nhiều khu vực để cốc, hệ thống loa JBL, các cửa kính lên xuống một chạm, cửa sổ trời. Chiếc xe trong bài được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn hiện đại trong gói Safety Sense, bao gồm cảnh báo va chạm sớm, báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng khoảng cách và đèn pha tự động. Toyota Sienna được trang bị động cơ hybrid, kết hợp máy xăng 2,5 lít và 3 motor điện, cho công suất 243 mã lực và hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có nút EV để có thể chạy bằng động cơ điện hoàn toàn. Hiện chiếc xe được chào bán với mức giá 4,4 tỷ đồng, tương đương với một chiếc BMW 7 Series mới đập hộp. Đối với ai ưa thích những mẫu xe có phong cách sang trọng, phù hợp đi với cả gia đình, chiếc xe này cùng khoản tiền bỏ ra là một lựa chọn không thể bỏ qua.